Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em đồng hồ đến từ thương hiệu Cartier. Chiếc Cartier này là một trong những chiếc vàng khối mà với cái mức giá hấp dẫn mà anh em nên mua và sở hữu. Trong cái thời điểm hiện tại, để mà một chiếc đồng hồ vừa có tính thời trang vừa có một thương hiệu thì có thể nói đến là Cartier là đang dẫn đầu, và không khó để nói về điều này khi mà cái doanh số của Cartier thì đã được thể hiện qua những con số rồi. Chiếc Cartier Passa de Cartier này của mình thì là một chiếc mẫu đời mới, và hôm nay mình sẽ cùng lên tay và review cho anh em. Chiếc đồng hồ này là một chiếc đồng hồ qua sử dụng các bạn nhé, nhưng tình trạng phải nói là còn tuyệt đẹp. Ở đây thì mình sẽ có một cái hộp, đó, hộp Cartier, và phía dưới này thì mình sẽ có sổ và cũng như là sổ, các bạn có thể thấy ở đây là thẻ. Đây là một cái sổ. Thì mẫu này thì sẽ có cái mã là W3019351, serial number của nó đây, 27708844, số khá là dễ nhớ. Và chiếc này sử dụng là Cartier gọi là Red Gold, mà thực chất nó chỉ là đỏ hơn Rose Gold một tí. Chiếc này thì sẽ có date là mùng 8 tháng 6 năm 2018 các bạn nhé. Khi anh em mua thì bên mình sẽ bảo hành cho anh em 3 năm từ ngày anh em mua. Đó. Chiếc Cartier Passa de Cartier này là một trong những cái dòng mà có cái thiết kế rất là độc đáo và đẹp của Cartier. Bây giờ mình sẽ lên tay chiếc này. Với cái mẫu đời cũ thì chúng ta sẽ có cả size 38 nữa. Tuy nhiên là mẫu đời mới này hiện tại thì mình mới về được những cái chiếc là size 42 mm, và nó sẽ có thêm một cái size nhỏ nữa. Đó. Tuy nhiên là với anh em chúng ta tay khoảng tầm 16 cm trở lên thì mình nghĩ là size 42 này là cái size mà các bạn cũng có thể là đeo dễ dàng. Tuy nhiên để mà đeo đẹp thì mình nghĩ là anh em tay khoảng tầm 16.5 là tuyệt vời rồi. Đó. Chiếc Cartier Passa de Cartier này có một cái thiết kế đặc trưng của dòng Passa. Dòng Passa thì cũng là một trong những cái dòng mà lâu đời của Cartier. Các bạn sẽ thấy ở đây thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với cái thân được làm bằng vàng khối, và chúng ta sẽ có một cái phần bezel được làm nhô lên như này. Đó, ở phía trong thì chúng ta sẽ có cái thiết kế ở mặt số của chúng ta. Điểm đặc biệt trên dòng Passa đó là các bạn có thể thấy là cái phần núm của chúng ta thì sẽ có một cái bảo vệ và được nối liền sang bên này. Điều này thể hiện cái tính chất cơ khí với cả kim hoàn là rất là lớn này các bạn này. Núm của nó thì sẽ sử dụng một viên sapphire cabochon, các bạn có thể thấy ánh xanh ở đây. Và để mở đây ra thì chúng ta sẽ vặn ngược các bạn nhé. Đó, bạn ngược và chúng ta sẽ mở này ra. Đó, và sau đó ở trong này chúng ta sẽ có một cái núm nhỏ. Với cái núm nhỏ này thì các bạn có thể là dễ dàng là kéo ra để chỉnh giờ, chỉnh ngày. À, sau đây các bạn chỉnh giờ thôi. Đó, và sau khi chúng ta sử dụng xong thì chúng ta sẽ lại đóng lại cái núm này lại. Đó, thì đây là một cái vừa để bảo vệ núm, vừa tạo nên cái nét điệu đà cho cái dòng Passa và đặc biệt của dòng Passa này. Một điểm nữa là dòng Passa này tuy là size lớn 42 mm, nhưng các bạn thấy là ở đây nó sẽ không có lắc. Đó, các bạn có thể thấy là nó sát như này luôn, ở đây nó không có lắc luôn. Đó, và khi chúng ta đeo sẽ rất là dễ dàng và đơn giản. Chúng ta sẽ có là một mặt dial là hình tròn, và ở phía trong chúng ta sẽ có cái lòng trong hình vuông đối lập. Cách làm của Cartier thì nó khá là hay khi đem đến cho chúng ta một cái tổng thể rất là tuyệt vời. Cái lòng trong này của chúng ta thì sẽ có những cái vân là như các bạn thấy là vân chảy tia vân hoa. Đó. Còn cái lòng ngoài ngoài cái hình vuông thì chúng ta sẽ không có vân gì cả. Và như các bạn thấy ở đây là ở giữa hai vòng thì chúng ta sẽ có một cái vòng chia phút. Đó. Vòng hình vuông đó chính là vòng chia phút. Về cọc số thì nó là sự kết hợp giữa cọc số Arabic tại 3 4 vị trí 3 6 9 12 và những cọc số vạch được in thẳng trực tiếp trên mặt dial ở đây. Tất cả cọc số và ở trên mặt dial này và những cái điểm chỉ thì đều được in thẳng trực tiếp các bạn nhé. Chúng ta sẽ có bộ kim, và bộ kim của dòng Cartier này là bộ kim nung xanh. Đây anh em có thể thấy ngay bộ kim nung xanh. Đó. Và chiếc này thì tình trạng phải nói là còn rất là mới các bạn xem này. Tình trạng ít đeo không đeo, và cái đáy sau đây các bạn có thể nhìn thấy luôn là còn nguyên siêu. Đó. Đấy, sau còn nguyên siêu này luôn. Passa de Cartier. Chúng ta sẽ có 4 chuyện kim loại quý ở hai bên này và hai bên này các bạn nhé. Đó, và ở dưới này thì các bạn sẽ thấy là serial number này 88444NX này.
Đó, và độ chống nước có ghi rõ ở đây là 30m tương đương 100 feet, Swiss made đầy đủ. Đấy, nguyên siêu. Và khóa của dòng này thì sử dụng cái khóa gập. Đây cũng là một cái mà khóa rất là đẹp của Cartier với đầy đủ logo Cartier, và các bạn sẽ có những chuyện kim loại quý được in, được dập ở phía sau này luôn. Và khóa này trước này của mình rất là mới nhé các bạn nhé. Các bạn có thể thấy này, cái khóa này. Đấy, nó thậm chí nó còn không không tự gập. Và cái khóa này nó rất là cứng. Đó, anh em mua chiếc này thì sẽ là rất là tuyệt vời. Đó. Các bạn lưu ý với những cái dòng Cartier, những cái dòng mà khóa nó làm mỏng như này thì chúng ta không ấn ở, chúng ta ấn ở đây thì nó sẽ không vào nhé các bạn nhé, và các bạn sẽ phải ấn ở dưới này đó để nó cong nó ăn vào. Và sau khi mà chúng ta vào khóa thì các bạn có thể thấy nó ra một cái chữ C rất là đẹp. Đó, mình sẽ lên tay cho anh em xem. Về cái cách điều chỉnh dây khóa thì rất là đơn giản, là các bạn chỉ cần đẩy cái này vào, xong rồi các bạn rút cái này thôi, kéo ra kéo vào. Và đây là dây zin của đồng hồ. Đó, đây là dây zin của đồng hồ. Khi anh em mua thì bên mình sẽ tặng kèm anh em một sợi dây handmade nếu như anh em muốn sử dụng màu khác. Đấy, còn nếu mà anh em thích dây zin thì ok, không sao, không vấn đề. Đó, và khi lên tay mình ở đây thì như các bạn thấy là tay mình là tay 18 cho nên là rất là dễ đeo. Chiếc này vào cực kỳ dễ đeo luôn. Và mình recommend anh em tay khoảng 16 năm là anh em đeo chiếc này là thoải mái luôn. Đấy, tại mình dư cả trên cả dưới rất là nhiều, vì chiếc này là một chiếc không có lắc. Lắc to lắc đến đây nó chỉ khoảng loanh quanh đâu đấy, và tính ra khoảng tầm 46mm thôi, cho nên là chúng ta coi như là không có lắc đi. Đó. Chiếc Passat de Cartier này thì sử dụng một bộ máy khá là hay của dòng Cartier, đó là 8000MC. Thì bộ máy này thì được cấu thành bởi 179 chi tiết, và nó sẽ có là 27 chân kính, cùng với đó là tần số là 4 Hz tương đương với 28.800 vibration per hour, và các bạn sẽ có là 52 giờ tích cóp các bạn nhé. Đó, một cái thông số máy rất là tuyệt vời. Ngoài ra cái màu vàng của Cartier thì mình thấy nó bắt sáng rất là tốt, cực kỳ đẹp luôn. Chiếc Cartier Passat de Cartier này thì được hãng bán ra với cái giá retail cũng khá là cao là 17.900 đô la Mỹ. Nếu mà tính ra 17.900 đô la Mỹ nhân với tỷ giá hiện nay là khoảng 25 năm thì nó sẽ loanh quanh đâu đấy vào khoảng tầm 450 đến 455 triệu. Đó. Còn hiện tại thì như chiếc này, như các bạn thấy là tình trạng còn siêu đẹp, siêu còn nguyên, khóa còn cực kỳ cứng, dây da zin thì còn khá là đẹp. Thì chiếc này thì bên mình bán ra thì sẽ bảo hành cho anh em là 3 năm từ ngày anh em mua, và mức giá thì phải nói là cực kỳ hợp lý so với cái giá hãng. Chiếc này hiện tại bên mình đang để là 198 triệu anh em nhé, thì nó còn chưa được nửa giá hãng. Thì anh em nào mà có nhu cầu về chiếc Cartier Passat de Cartier vàng khối này thì anh em có thể liên hệ iSet theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.